Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Như anh em có thể thấy thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một nhân vật cực kỳ ngầu, Takeda Shingen, một người máy có hình dạng samurai Nhật Bản. Theo mình biết thì nhân vật này có một series đến từ Musou Toy, trong đó thì những người máy được đặt tên theo những vị tướng nổi tiếng của Nhật. Còn về món đồ chơi này, đây là một dạng action fit cho nên chúng ta sẽ không phải lắp ráp gì hết. Và là metal build cho nên sẽ có những cái chi tiết bằng kim loại. Cảm giác khi cầm vào chắc chắn sẽ đã hơn rất là nhiều. Đầu tiên là phần thiết kế bao bì. Vì một số lý do cho nên mình không mua được món đồ chơi này có phần hộp đẹp. Tuy nhiên thì toàn bộ ở bên trong sẽ không ảnh hưởng gì hết. Quay trở lại, mặt trước với hình ảnh nhân vật chính đang cầm rìu và tư thế cầm kiếm ở mặt còn lại. Ngoài ra thì sẽ có các thông tin cơ bản như là logo về nhà sản xuất và phân phối, độ tuổi giới hạn, tên và mã số của nhân vật chính ở cạnh bên. Hai cái khung nhựa và một cái tên bì màu đen. Bên trong là cuốn manual. Tất cả các tính năng đều được giới thiệu hết ở trong này, tuy nhiên toàn bộ là tiếng Hoa. Có thêm một cái mẫu chuyện về nhân vật này. Còn đây là phần khung nhựa, chúng ta sẽ có hai khung thế này. Một cái là nhân vật chính được bọc mút bảo quản rất là kỹ. Giáp vai, rất nhiều bàn tay thay thế, và một cái phần tóc màu trắng. Khung nhựa còn lại sẽ có một cái chân đế rất là to, những cái món vũ khí và một cái hộp đựng món quà bất ngờ. Như mình có giới thiệu, cái phần đồ bí mật này mang lại cái cảm giác thích hơn cho những anh em nào mà sưu tập món đồ chơi này. Nếu như mà may mắn sẽ được cái món đồ đẹp thì giá trị của món đồ chơi này sẽ tăng hơn nữa, điểm cộng cho nhà sản xuất. Xem thử bên trong này có gì luôn. Thực sự là mình cũng không biết món đồ như thế nào gọi là có giá trị nữa. Bên trong sẽ có một cái bọc đựng thẻ. Theo thông tin mình biết thì sẽ có một cái thẻ, nếu như mà bóc chúng thì sẽ được nhà sản xuất tặng cho một cái món quà cực kỳ hiếm. Xem chúng ta có gì ha. Một cái tấm thẻ 3D và những cái tấm thẻ có hình nhân vật chính. Những cái phần thân của cây búa được làm bằng kim loại luôn. Và món quà nhân phẩm của mình ở đây là một cái tóc đổi màu từ cam sang màu xanh, giống như là cái bộ tóc được cho sẵn, chỉ có khác màu thôi. Và đây là nhân vật chính cùng với những cái món phụ kiện của mình. Ấn tượng đầu tiên của mình khi cầm vào một cái món metal build tất nhiên là độ nặng. Do những cái khớp này được làm bằng kim loại cho nên khi cầm vô sẽ có cảm giác rất là đã. Tiếp đến là về phần màu sắc. Nhìn vào thì mình thấy có khoảng hai màu đỏ khác nhau, màu xám ở các khớp, một vài chi tiết màu vàng gold, màu xanh lá cây, màu trắng. Tất nhiên sẽ có những cái đề can thêm vào để hỗ trợ. Còn về chi tiết, lúc mà inbox thì mình cũng đã nhìn rất là lâu rồi và thực sự phải nói là không có cái điểm gì để chê được. Những cái mảnh giáp samurai kết hợp với chi tiết máy móc người máy, đây đúng là một cái thiết kế tuyệt vời. Sẵn đây thì khoe với anh em, mình có làm một cái bộ huy chương đánh giá. Đây là cái em hàng mở màn cho cái bộ huy chương này. Hy vọng sẽ là một cái buổi ra mắt hoành tráng ha. Quay trở lại, tỷ lệ của em này là 1/72, cao khoảng 28cm. Có nghĩa là sẽ nhỏ hơn Perfect Ray, nhưng mà lớn hơn cái dòng Master Ray của Bandai. Và tất nhiên sẽ là to hơn 1/144 rất là nhiều. Tổng quan là vậy, còn về chi tiết, trước tiên là về phần đầu. Giống như samurai sẽ có cái phần nón và đeo mặt nạ nhìn rất là dữ dằn. Anh em có thể thấy được màu sắc được tách ra nhìn rất là đã ha. Nhưng mà đây chưa phải là 100% vẻ đẹp của em nó đâu. Ở bên trong đầu có một cái led nhưng mà không có pin đi kèm. Gắn vào. Phần công tắc là cục màu xanh ở trán này. Cái phần đèn led này chỉ sáng ở mắt và rất là đều ha. Phần đầu này có hai khớp. Một là ở chỗ kết nối với đầu, cho chúng ta một cái biên độ không thể nào thoải mái hơn. Khớp còn lại là chỗ kết nối với phần thân, giúp tăng thêm biên độ cử động. Ngoài ra thì theo sách hướng dẫn, chúng ta còn có thể kéo dài hơn được nữa. Nhưng mà mình thử thì không có thấy thay đổi gì hết. Bộ giáp này được thiết kế có cái đầu cọp cực kỳ ngầu. Mấy cái tản nhiệt được làm ở phía bên trong nhìn rất là đã mắt. Vòng ra phía sau, thêm một cái thiết kế cực kỳ đẹp nữa. Chưa hết, phần giáp này có thể cử động được, hỗ trợ cho cái cánh tay có thể đưa ra phía trước. Khi mà cái mảnh giáp này chuyển động sẽ lộ cái phần khung xương bên trong.
Nếu như mà anh em thích cái thiết kế ở đây giống như mình thì đây, gập xuống, bộ khung xương sẽ lộ ra như thế này. Anh em thấy sao? Nhìn chi tiết cực kỳ là đã luôn. Một cái điểm cộng lớn cho cái phần thiết kế này đó là khi gập xuống, còn ngửa ra sẽ được nhiêu đây. Lắc qua hai bên thì chỉ được một tí thôi. Một cái khớp xoay kết nối với phần thân dưới. Trước khi xoay, chỗ này có cái lò xo nè, anh em nhấn xuống. Việc này sẽ giúp cho các cái chi tiết không cả vào nhau, rất là an toàn. Qua phần cánh tay, chúng ta có phần giáp vai này, mình tháo ra cho anh em xem kỹ hơn. Hai bên giáp có hai kiểu in đề canh khác nhau, rất là sắc nét, anh em có thể đọc được luôn. Còn về khớp, đầu tiên là cái bộ khớp kết nối với cái phần vai. Các cái khớp tròn thì kết nối những cái mảnh giáp này, cho nên chúng ta sẽ tạo được nhiều hình dáng khác nhau. Còn về cánh tay, phần giáp vai này thì cử động được độc lập. Hai cái phần giáp trước và sau có thể mở lên, hỗ trợ cho cử động ở cánh tay. Phần giáp này có thể mở lên xuống được, xoay tròn 360 độ. Khớp tay này thì chỉ dơ ngang được nhiêu đây thôi. Nhờ những cái khớp hỗ trợ ở phần thân cho nên dơ cao hơn được một tí nữa. Nhưng mà khi gắn cái phần giáp vô thì dơ ngang sẽ chạm vô cái phần đầu này, anh em nhớ chú ý ha. Một cái khớp xoay, cùi chỏ với hai cái khớp cho nên biên độ rất là rộng. Khi gặp vào thì cái phần giáp này trượt ra để lộ cái chi tiết máy móc ở bên trong. Phần bích tông này cũng chuyển động theo. Mình cực kỳ thích cái thiết kế bích tông này, đúng kiểu cơ khí. Phần khớp ở cổ tay, xuống phần thân dưới, các cái mảnh giáp được làm rất là to. Và mình thì không phải nói gì thêm về độ chi tiết và màu sắc nữa, cực kỳ đẹp. Phần giáp ở váy trước, ngoài trừ có một cái lò xo, phần giáp này có hai khớp, có thể dở lên cao được luôn. Lúc này thì anh em có thể thấy được chi tiết ở mặt sau. Phần giáp to ở hai bên, bao từ phía trước ra phía sau. Nhưng mà có một điều hơi tiếc là phần giáp này không có khớp như cái phần giáp ở vai, chỉ là nguyên một khối thôi. Và với bộ khớp kết nối, phần giáp này có thể mở ra được phía sau, đưa lên xuống, thậm chí là lật ra ngoài được luôn. Chi tiết máy móc ở phía bên trong. Còn phía sau, thêm một cái thiết kế cực kỳ đẹp nữa. Phần giáp thì có thể mở ra được thế này, hai bên có khớp có thể mở lên được. Và nguyên cái váy sau này có thể đẩy lên cao. Tất cả những cái việc này đều hỗ trợ cho cái biên độ cử động ở chân. Nói về phần chân, chi tiết phần đùi này được cách điệu có cái phần móng cọp nè, để tương đồng với cái phần giáp ở phía trên. Cái phần tách màu này thì cũng được làm cực kỳ là xuất sắc. Những cái khớp cũng được nhà sản xuất quan tâm làm chi tiết. Về phần khớp háng, chỗ này như anh em có thể thấy thì có một cái khớp bằng kim loại, cho nên khá là yên tâm bầu những cái tư thế của em này. Trước tiên là có một cái khớp ngay chỗ này, có thể gia tăng thêm biên độ để đá cao hơn. Khớp háng có thể đá ra phía trước được nhiêu đây, còn khi sử dụng cái khớp lúc nãy thì sẽ đá cao lên được nhiêu đây. Do vướng cái phần khớp giáp cho nên đá ra sau tới đây thôi. Dang ngang, xoay ở khớp đùi. Phần khớp ở gối, đối với cái phần này mình sẽ làm chậm cho anh em xem được cái độ chi tiết. Khi mà gập thì phần giáp gối này sẽ tách ra như thế này. Cái phần giáp ở đùi sẽ trượt theo. Và chi tiết máy móc được lộ ra, rất là đã luôn. Cái phần giáp ở cổ chân khi mà tháo ra, có thể thấy được cái khớp chỗ này rất là nhỏ ha, cảm giác nó không được chắc chắn. Khi mà gắn vào, có thể lắc qua được hai bên, và có khớp để có thể đẩy cao lên được một tí. Còn về bàn chân, các cái giáp ở phía sau sẽ trượt theo khi mà anh em đẩy cái bàn chân này lên xuống. Phần khớp kim loại chỗ này có thể xoay tròn được, lắc qua lại, và các khớp ở bàn chân.
Đó là về nhân vật chính, Takeda Shingen. Tiếp theo là đến phần phụ kiện khổng lồ. Trước tiên hết là một cái bộ tóc. Tạo hình thì mình liên tưởng ngay đến những cái nhân vật ở trong Bảy Viên Ngọc Rồng. Tóc này thì làm bằng nhựa cứng ha. Để thay vào, chúng ta sẽ tháo cái phần giáp sau đầu này ra. Thay thế vào, độ ngầu lúc này cũng được cộng thêm một điểm. Thử với cái phần tóc được tặng thêm xem như thế nào. Cũng không tệ lắm. Tiếp đến là bộ bàn tay thay thế. Ngoài trừ cặp tay nắm được gắn sẵn, chúng ta còn có thêm một cặp tay xòe. Thêm một cái cặp tay xòe kiểu khác. Cặp tay cầm kiếm. Thêm một cái cặp tay cầm kiếm nhưng mà có độ nghiêng khác. Tay cầm rêu. Và cuối cùng là tay cầm vỏ kiếm. Các cái ngón tay này thì được làm bằng nhựa mềm và cực kỳ là chi tiết ha. Để thay thế thì chỉ cần tháo cái bàn tay cũ này ra. Sau tất cả thì có vẻ như đây là cái điểm mà mình không thích. Cái phần khớp kết nối với bàn tay cảm giác rất là dễ gãy. Khi mà tháo ra gắn vào thì sẽ phải dùng sức rất là nhiều. Không biết là chơi nhiều thì cái khớp này sẽ như thế nào nữa. Tiếp đến là phần chân đế. Toàn bộ cái bề mặt này thì làm bằng kim loại. Mục đích là gì? Cho anh em xem cái bàn chân nè. Mỗi bên là hai cục nam châm để hít vào cái đế này. Anh em xem thử cái độ hít nè, nhấc lên được luôn. Đi kèm thêm cái chân đế này là một cái chân trống. Cũng có nam châm hít vào cái phần đế. Độ bám thì khỏi chê luôn. Cái phần cây trống này thì được làm bằng kim loại. Để gắn vào thì chúng ta sẽ tháo cái chi tiết nhựa này ra. Gắn vào. Lúc này thì anh em có thể tạo được những cái tư thế ở trên không rồi. Tại vì đây là một cái thanh kim loại, cho nên chúng ta sẽ không có thể điều chỉnh được góc nghiêng như là những cái chân trống khác. Tiếp theo, phần vũ khí. Đầu tiên là thanh kiếm dài nhất. Chi tiết và màu sắc thì vẫn chất lượng như em nhân vật kia thôi. Đây là cái phần vỏ kiếm bên ngoài. Và khi rút ra, lưỡi kiếm được sơn phải nói là cực kỳ đẹp. Nhờ có cái đốt này cho nên có thể giữ được thanh kiếm không bị rơi ra. Để cầm được thì chúng ta sẽ dùng cái bàn tay cầm kiếm. Gắn vào. Còn cái phần bao kiếm thì sẽ dùng cái bàn tay khác. Về phần hai cái thanh kiếm ngắn kia, chi tiết sẽ thay đổi một tí ngoài bao và cán kiếm. Lưỡi kiếm bên trong thì được sơn y hệt cái cây vừa rồi. Ngoài trừ việc cầm trên tay, chúng ta còn được cho thêm những cái chi tiết có thể kẹp vào phần giáp này khi mà không dùng đến. Chi tiết này cũng được thiết kế có khớp để anh em có thể tạo những cái tư thế khác nữa. Còn nếu như mà không thích vác lên người, nhà sản xuất cũng cho thêm một cái bệ 2 tầng như thế này. Cái bệ này cũng có nam châm ở phía dưới nên có thể hít vào cái chân đế kia được luôn. Có đến 3 thanh kiếm nhưng mà cái bệ này chỉ có 2 tầng thôi. Hơi tiếc ha. Tiếp đến là cây rìu. Một lần nữa phải nói là chi tiết được làm cực kỳ tốt. Phối màu cũng đẹp nữa. Hoàn toàn không có gì để chê luôn. Phần cán này thì là một cái thanh kim loại dạng ống, cho nên chúng ta sẽ cần đến một cái bàn tay này thì mới có thể cầm được. Thêm một cái cây kích. Về hình dạng thì khác nhau với cái cây rìu kia, nhưng mà về cơ cấu thì giống nhau. Cả hai cây này đều có thể tháo rời hai bên, chảo với cái cây còn lại. Như vậy thì chúng ta sẽ có hai cái cây rìu y chang nhau. Tùy vào tư thế của nhân vật như thế nào, anh em có thể tùy biến vũ khí sao cho phù hợp. Chưa hết, chúng ta còn có thể tháo cái phần lưỡi ở cây kiếm dài kia, gắn vào phần cán này để trở thành một cái vũ khí mới. Đến vũ khí mà còn có thể tương tác được kiểu này thì không biết là còn điểm gì chê được nữa luôn. Cuối cùng là có một cái kẹp để vác cái cây kiếm nhật sau lưng. Để thay thế thì chúng ta sẽ đẩy phần giáp ra hai bên. Tháo phần giáp này ra, gắn vào. Takeda Shingen
một mẫu action fit tạo hình là một người máy samurai, có chi tiết khớp bằng kim loại. Một mẫu đồ chơi đẹp từ thiết kế, màu sắc, cử động, phụ kiện đi kèm và có cả món quà nhân phẩm cho những ai sở hữu. Quá nhiều điểm cộng cho một món đồ chơi như thế này. Và đây là huy chương mà món đồ chơi này xứng đáng nhận được. Ok, không biết là còn thiếu sót gì không ha? Nếu như mà có thì anh em có thể góp ý cho mình ở phía dưới phần bình luận ha. Còn bây giờ thì cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video unbox và review lần sau. Bye bye. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. But like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me.